để bàn về chuyện tương lai ấy mà. Và lại tôi cũng muốn cho cháu có thể có gia đình trước mà. Dạ vâng ạ. Vâng, chị yên tâm nhé. Cảm ơn chị. Vâng, chào chị ạ. Chào chị. Có sao không con? Ừ, mẹ chưa gọi đấy ạ. Mẹ còn gọi. Nhưng con cứ yên tâm đi. Con đã xin phép mẹ đi. Hôm nay con ngủ với bác rồi. Nào nào con ngồi xuống đây. Bác biết con là con nhà gia giáo, không bao giờ lên ba để say xỉn như thế này. Chắc là bị thằng Cường nên con như thế đúng không? Con muốn biết không? Chưa, ị thối ở đâu? À, thối đây nhỉ? Ở bím. À, vẫn chưa xong. Vẫn đang nặn nị mà.